Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đang ở tập 5 của bài 9. 世界有几大洲? Là thế giới có mấy châu lục. Trong bài này mình sẽ được học về những cái châu lục trên thế giới, như là dân số, diện tích, vị trí địa lý của nó, và một vài cấu trúc câu như chủng lại ha. Phân chủng ha tả. Bây giờ mình đến với phần đàm thoại. 第九课, 世界有几大洲? 世界 là thế giới, 大洲 là châu lục, đại châu á, là tức là châu lục. Thế giới, 有几 là có mấy, mấy châu lục. 这张, trong bài này á, thì nó là dạng một đoạn văn chứ không phải phần đàm thoại ha. Một đoạn văn nó miêu tả về nhìn theo cái bản đồ thế giới để miêu tả. Đầu tiên là chống chơ trang đi thủ sang lại khăn. Sư chia sang dụ liêu ta châu, Gia châu, Phê châu, Mẹ châu, Ao châu, Ta giang châu, Hàn, Nán chí châu. Chống chơ trang đi thủ, đi thủ đồ. Trang là cái tờ rồi ha, từ cái tấm bản đồ này hay tờ hay tấm. Sang lại khăn, tức là mình nhìn lên cái tấm bản đồ này đó, tức là dịch nghĩa tiếng Việt của mình thì là từ cái tấm bản đồ này. 世界上, trên thế giới, 有六大洲, có 6 châu lục. 亚洲, châu Á. 非洲, châu Phi. 美洲, châu Mỹ. 欧洲, châu Âu. 大洋洲, châu đại dương. Thì nán chí châu là châu Nam Cực. Nhìn tấm bản đồ này thì thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu đại dương, châu Nam Cực. Miền chí zui da de shi ya châu, zui xiao de shi da yang châu. Miền chí, miền chí là diện tích. Zui da, lớn nhất là châu Á. Chuy xiao tờ nhỏ nhất sư châu đại dương. Diện tích lớn nhất là châu Á, nhỏ nhất là châu đại dương. Rấn khẩu chuy tua tờ dễ sư ya châu, chuy xiao tờ sư nán chí châu. Thì do đó diện tích là lớn nhất là châu Á, cho nên số dân số vẫn là châu Á lớn nhất. Rỉnh khẩu là dân số ha, nhân khẩu. Dân số nhiều nhất là châu Á, ít nhất là châu Nam Cực. Đi thủ tờ chỗ biên, sang miền sư Âu Châu, xe miền sư Phê Châu. Đi thủ tờ chỗ biên là trên bản đồ bên trái. Sang miền là bên trên, tức là góc trên trái. Sư Âu Châu là châu Âu. Xa miền sư Phê Châu, bên dưới là Phi Châu, châu Phi. Đi thủ tờ yêu biên sư Mẹ Châu. Mẹ Châu yêu phân với Vế Mẹ Châu, Trung Mẹ Châu, Hàn, Nán Mẹ Châu. Trên tấm bản đồ bên phải thì là châu Mỹ. Châu Mỹ lại có, lại phân thành Vế Mẹ Châu, Bắc Mỹ, Bắc Châu Mỹ, Trung Mẹ Châu, Châu Trung Châu Mỹ, Hàn, Nam Mỹ Châu và Nam Châu Mỹ. Đi thủ tờ trung gian. Sang miền. Đi đâu? Đi thủ tờ trung gian. Sang miền sư Ya Châu. Xa miền sư Đà Yang Châu. Trung gian là ở chính giữa ha. Trong bản đồ ở giữa thì bên trên, phía trên là Gia Châu là châu Á. Xa miền bên dưới là Ta Giang Châu là châu đại dương. Thái Quan tại Gia Châu tờ. Đài Loan thì nằm ở châu Á ha, châu Á. Tờ là còn nữa ha. Tung, Tung Phan là ở hướng đông châu Á. Đây bản đồ đây. Nào, góc bên phải nè ha. Bên phải thấy không? Bể Mẹ Châu, trên là Bể Mẹ Châu, dưới là Trung Mẹ Châu, là còn có Nán Mẹ Châu. Còn châu Á ở đây, Gia Châu, đây là
Âu Châu hay là Phi Châu, Tây Dạng Châu ở đây, Nam Chí Châu nằm ở dưới. Thái Bình Dạng tờ Xí Phong Sư Châu Tô Sư Hải Sư Ý Cơ Mẹ Lý tờ Xáo Đạo. Đó là đang nói Đài Loan ha. À, Thái Bình Dạng tờ Xí Phong nó nằm ở hướng Tây của Thái Bình Dương. Sư Châu Tô Sư Hải là bốn bề đều là biển. Sư Ý Cơ Mẹ Lý tờ Xáo Đạo là một cái đảo đẹp. Đây, Đài Loan, Thái Hoan. À, nó nằm ở thuộc Thái Bình Dạng, Thái Bình Dương. À, nó nằm một cái đảo, à, bốn bề nó đều là biển hết. Yên vị đi chiếu sư yuán tờ Chồng Yà Châu Hoa Sư Chồng Mẹ Châu Lại Khăn Liêu Đa Châu tờ Vị Zư Chiêu Bù Yí Yàng. Yên vị bởi vì đi chiếu sư yuán tờ à, địa cầu cho đất là hình tròn, yuán, yuán là hình tròn ha. Chồng Yà Châu Hoa Chồng Mẹ Châu Lại Khăn. Nếu mà từ mình châu Á hay là từ châu Mỹ để nhìn để xem ha. Yà Châu tờ Vị Zư sáu châu lục, cái vị trí của sáu châu lục chưa bù yí yàng đều không giống nhau. Đó là bởi vì trái đất hình tròn, cho nên nếu mà từ châu Á hoặc là châu Âu để nhìn từ cái góc nhìn đó thì sáu châu lục vị trí của nó là không giống nhau. Nhi mình khan qua tờ đi thủ kinh zơ trăng yếu sử mở bù thổng nè. À, các bạn đã nhìn qua cái tấm bản đồ với cái tấm bản đồ này có gì không giống nhau? Sân chữ tờ mớ đi thủ, đi thủ là bản đồ. Yà Châu, Yà Châu là châu Á. Phi Châu, Phi Châu là châu Phi. Mẹ Châu, Mẹ Châu là châu Mỹ. Âu Châu, Âu Châu là châu Âu. Ta Giang Châu, Ta Giang Châu là châu Đại Dương. Nam Chí Châu, Nam Chí Châu là châu Nam Cực. Miền Chi, Miền Chi là diện tích. Rấn khẩu, Rấn khẩu là nhân khẩu, dân số. Phân Trấn, Phân Trấn, Phân Thành, Chi Thành. Thái Bình Dạng, Thái Bình Dạng là biển ha, là biển Thái Bình Dương. Sư Châu, Sư Châu, Sư Châu là bốn châu, tức là bốn bề, bốn mặt á. Mỹ Lị, Mỹ Lị là đẹp. Tạo, Tạo là đảo. Tỷ Chiếu, Tỷ Chiếu là địa cầu. Trị, Vị Trị là vị trí. Bù Thổng, Bù Thổng là không giống nhau, khác nhau. Bây giờ mình đến với phần cấu trúc câu chữ xỉn. Đầu tiên mình đến với cấu trúc là chổng lại khăn. Thì ở giữa, khoảng cách giữa chổng với lại này là một danh từ. À, từ cái gì để xem ha. Chổng zhe zhang di tu lại khăn, shi jie you liu da zhou. Đó, để mình, tức là mình xem ở trên tấm bản đồ này. À, cái từ bản đồ này xem. Thì thế giới có sáu châu lục. Chổng miễn dự lại khăn. Anna de ye ye. Anna de ye ye. Yên gai sư phả của rình. Nên là xem cái tên này. À, xem cái tên này. Chổng. Xem từ cái tên này. Thì ông nội của Anna là người Pháp. Chổng ta xie de vấn dự lại khăn. Yên gai sư thai của dự. À, xem cái chữ của anh này. Thì có yên cai thì tất nhiên là hay là khẳng định rất là nhiều phần trăm là ngựa chữ Thái. Nhìn chứ tạo cho rằng trọng hiện tờ phong cảnh sư nã lị mà. Bạn biết cái phong cảnh trong bức hình này là ở đâu không? Chống cho rằng trọng hiện tờ phong cảnh lại khăn ta cai sư ba lý. Nhìn cái hình, phong cảnh của hình này thì đa phần đại khái là ở Paris. Đến cấu trúc A, à, rồi A hoặc là B mình liệt kê ra. Đây là phương pháp liệt kê, tức là có, à, mình nói nó có cái gì đó rồi mình liệt kê A, B, C, D. Tức là ở đằng sau đây sẽ là một danh từ
đằng sau chữ dồn này là danh từ. 我家有四个人, 爸爸妈妈, 哥哥和我, tức là một lượng từ của danh từ ha, thường nó có số đếm. Ở nhà của tôi có 4 người, cơ rỉnh là danh từ, sư là lượng từ. Gọi liệt kê là papa, đằng sau liệt kê này là danh từ. Mẹ, ba mẹ, anh trai và tôi. Tế Mỹ Châu dấu dạng cơ của cha, cha nã ta hở mẹ của Bắc Mỹ. Châu Bắc Mỹ thì nó có hai quốc gia là Canada và Mỹ. 我有三个好友, 华中, 佳姐, 汉, 安娜. À, tôi có 6 người bạn tốt, tức là bạn thân. Hoa Trung, Gia Kiệt và Anna. 学校有三种文化课, 书法, 扯铃, 民族舞. À, trường học thì có 3 cái loại môn văn hóa là thư pháp. Cái môn truyền thống của cái giống judo á các bạn ha. Với lại một cái môn nữa là múa dân tộc. Phân trận. Cái này là phân thành hay là có cái chút nữa là bà lấy cái gì để phân thành nó. Chống đi thủ lại khăn, sư dịa phân trận chỉ tạ châu nó. Từ cái tấm xem mắng bản đồ này á, thì thế giới phân thành mấy châu lục. Tà lán chiếu tờ sử hậu, lão sư bạ xuế sân phân trận đẹn cơ tuổi. À, mình đánh chơi bóng rổ ha. Lán chiếu là bóng chuyền ha. Khi mà chơi bóng chuyền thì giáo viên đã chia học sinh thành hai đội. Ha, cái này nếu mà mình muốn chia cái gì ha, tạ là một có một người nào đó chia giùm mình thì là tạ. Sơ mơ, phân chẳng ha. Là đây là lão sư tạ sửa sơn chia học sinh thành hai đội. Má mạ tạ yue bình phân chẳng lạng khoai cơ cơ hẳn của cơ ý phở bàn. Còn này ha, mẹ chia bánh trung thu thành hai miếng, anh trai và em trai mỗi người một nửa. Chơ cơ nán qua pai khở dị phân chẳng chỉ khoai. Cái bánh bí ngô cái bánh bằng bí này á, bí mà bí một dạng của mình đó ha các bạn ha, thì có thể chia được mấy miếng. Chơ cơ nán qua pai khở dị phân chẳng sư khoai. À, là cái bánh bí này có thể chia được 4 miếng. A và B có gì khác nhau? A và B không giống nhau. Vậy thường A và B này là danh từ ha. Zhe bǎn gù shì shú hàn na bǎn gù shì shú yǒu shěme bù tóng? Cái câu chuyện này với cái câu chuyện kia có gì là không giống nhau? Hải quan cài và Nhật Bản cài yǒu shěme bù tóng? Món ăn Đài Loan và món ăn Nhật Bản có gì không giống nhau? Yue bình han nán qua pai yǒu shěme bù tóng? Bánh trung thu và bánh bí có gì không giống nhau? Zuo bǎ bù tóng, yue bình shì bǎ xiān bào zài lǐ miàn. Cách làm giống không giống nhau. Zuo bǎ là cách làm ha. Yue bình, bánh trung thu thì bao để nhân ở bên trong, hàn xiên là nhân. Trung Quốc hàn chữ và hàn dùng A B C pin de wen zi you shenme bu tong? Chữ Hán Trung Quốc và dùng A B C và dùng chữ A B C thì có gì không giống nhau? Trung Quốc hàn chữ shi shi fang xing de. Chữ Hán tiếng Trung á, thì nó có hình là chữ nhật, thường là hình chữ nhật ha. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zaijian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích
Các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like, một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.